tin nóng. Chính phủ ứng tiền đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trước mắt chính phủ sẽ ứng chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp muốn hỗ trợ. Bên hành lang Quốc hội vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với báo chí về chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước. Ông cũng cho biết trước mắt, chính phủ sẽ quyết định ứng tiền để hỗ trợ các gia đình đưa thi hài về an toàn, kịp thời. Sau đó địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại cho chính phủ. Chính phủ với trách nhiệm cao nhất sẽ ứng kinh phí để đảm bảo thời gian đưa các thi hài về nước, ông Sơn nhấn mạnh. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các cơ quan đang thống nhất về yếu tố kỹ thuật với Anh, ví dụ hoàn thiện các thủ tục hỏa thiêu với những gia đình mong muốn đưa tro cốt về, thu xếp các chuyến bay về cho hợp lý. Trước thông tin có doanh nghiệp muốn tài trợ kinh phí đưa thi hài các nạn nhân về, ông Sơn cho biết nếu có doanh nghiệp tài trợ thì họ sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các gia đình. Mới đây, Bộ Ngoại giao đã gửi đến 6 địa phương có người tử vong ở Anh là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Hải Phòng, thông báo về chi phí việc đưa 39 thi hài về nước. Theo thông báo này, chi phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro bằng đường hàng không từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng, hơn 41 triệu đồng. Còn chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2.208 bảng, hơn 66 triệu đồng. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các tỉnh chủ động phương án tiếp nhận tro hoặc thi hài tại sân bay, đưa về địa phương bàn giao lại cho các gia đình. Về phía địa phương, các cơ quan chức năng sở tại đã đến từng gia đình phổ biến chủ trương và ghi nhận nguyện vọng. Ngoài ra, các kiều bào ở nước ngoài cũng như là những cá nhân tổ chức muốn đóng góp hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân để sớm đưa thi thể các nạn nhân về nước. Alexander Thanh Mai, đại diện một nhóm gây quỹ qua trang GoFundMe, nói với BBC News tiếng Việt, số tiền nhóm này nhận được cho đến nay là khoảng 400 người, hơn 15.000 đô la. Mục tiêu của nhóm chúng tôi là kêu gọi 40.000 đô la để hỗ trợ cho 39 gia đình, mỗi nhà 1.000 đô và số tiền còn lại chi trả chi phí 2,9 dịch vụ cho trang GoFundMe. Chúng tôi cũng liên lạc với những nhóm khác mà hiện tại cũng đang quyên tiền ủng hộ cho gia đình các nạn nhân để phối hợp và chia sẻ thông tin. Sasha Mai, người mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Việt, đã làm việc nhiều năm tại Việt Nam chia sẻ. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên và nhận được sự cảm thông và quyên góp từ mọi người trên toàn cầu và nhiều người tôi nói chuyện khi đang có mặt tại Trung Quốc trong chuyến đi công tác tuần này đều hết sức cảm thông với cảnh ngộ của các gia đình nạn nhân. Chúng tôi thấy cả người ủng hộ có tên Trung Quốc trên trang gây quỹ của chúng tôi, nhưng không chắc là họ từ đại lục hay không. Cũng có nhiều người muốn ẩn danh khi đóng góp. Sasha Mai, giám đốc vùng cho một công ty hóa chất tại thành phố Hồ Chí Minh nói thêm. Được biết là nhóm của cô đã và đang làm việc với đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An với dự định mà nhóm này mô tả là muốn gặp trực tiếp các gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó chúng tôi sẽ tới các gia đình ở Quảng Bình, Huế, Hải Dương và Hải Phòng. Về lâu dài, tức là sau chiến dịch quyên góp này, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức được chương trình giáo dục cho giới trẻ tại khu vực miền Trung nhằm giải quyết gốc rễ của vấn đề thanh niên bị nhận thông tin sai lệch dẫn đến những việc không may mắn xảy ra, Sasha Mai chia sẻ. Ông Nguyễn Đình Gia, trú tại Thanh Lộc, bố của nạn nhân Nguyễn Văn Lượng cho hay, trước đây gia đình ông đã làm đơn đồng ý tiếp nhận tro cốt của con trai, nhưng mới đây gia đình đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng giúp đỡ đưa thi hài về quê mai táng. Hiện tại vẫn chưa biết cụ thể thời gian đưa thi hài của nạn nhân về. Gia đình trước đây làm đơn nhận tro cốt, nhưng chúng tôi được làm đơn lại nhận thi hài và gia đình phải đóng chi phí hơn 66 triệu đồng để đưa các thi hài của con về nước, ông Gia nói. Và ông này cũng tâm sự, gia đình ông hoàn cảnh khó khăn, mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí để đưa thi hài con trai về quê sớm nhất. Ông Hoàng Văn Hoa, cha của nạn nhân 18 tuổi Trần Thị Mai Nhung ở Diễn Châu, Nghệ An cho BBC biết, sáng ngày 19 tháng 11, chính quyền địa phương đưa cho gia đình ông giấy để ký vào, ủy quyền cho Sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc để làm thủ tục để đưa thi hài con gái ông về. Ông cũng nói gia đình ông đã ký vào giấy cam kết chuyện chi phí, được đánh máy sẵn theo mẫu rõ ràng của Sở Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi về. Họ nói là phải nộp 66 triệu 240 ngàn đồng. Gia đình cũng đồng ý ký vô để đưa thi hài đưa cháu về. Họ cũng nói cái giá này đã là có sự hỗ trợ của bên Anh và bên Việt Nam rồi, gia đình chỉ cần bỏ từng đó tiền là họ sẽ đưa về sân bay Nội Bài, ông Hoa nói với BBC qua điện thoại. Ông cũng cho biết là gia đình ông ký nợ của nhà nước vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để nộp liền. Bây giờ phải bán đất, bán nhà mà trả nợ chứ sao? Con tôi đã mất rồi, thì phải trả nợ chứ biết kêu ai? Ông Hoa nói.
Cháu về chậm ngày nào thì gia đình đau khổ ngày đó, cho nên mong làm sao cho cháu về càng sớm càng tốt. Vợ tôi ngày nào cũng phải tiêm, phải truyền, không ăn được, nằm liệt giường liệt chiếu rồi. Sợ có khi đưa con về nhà rồi thì mẹ đã chết rồi. Hôm ngày 23 tháng 10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container ở khu công nghiệp Waterclay ở hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà vào đêm ngày 22 tháng 10. Vào 20 giờ ngày 7 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Anh chính thức xác nhận 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, London vào hôm 23 tháng 10 là người Việt Nam. Một ngày sau, Bộ Công an và Cảnh sát Anh thông tin chi tiết về tên tuổi, quê quán của 39 người chết trong container tại hạt Essex. Tất cả đều có quốc tịch Việt Nam. Nghệ An là tỉnh có nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. Các cơ quan chức năng của Việt Nam ngay sau đó đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với Cảnh sát Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Anh để lo hậu sự cho 39 nạn nhân. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, bổ sung thêm thông tin, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói sáng ngày 21 tháng 11 về việc đưa thi thể 39 người thiệt mạng ở Anh về nước. Trả lời câu hỏi tại họp báo thường kỳ chiều ngày 21 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết thông tin thêm về việc đưa thi thể 39 người thiệt mạng ở Anh về nước. Theo bà Hằng, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Anh để hỗ trợ các gia đình nạn nhân lo hậu sự trên tinh thần nhân đạo theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và tập quán của Việt Nam cũng như của Anh. Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang phối hợp trong thời gian sớm nhất để hoàn tất các vấn đề hậu sự và sẽ sớm thông tin thời gian cụ thể. Bà Lê Thị Thu Hằng nói và cũng cho biết chưa có thông tin nào về phía Anh sẽ hỗ trợ về mặt tài chính để đưa thi thể 39 nạn nhân về nước. Trả lời bên hành lang quốc hội vào sáng ngày 21 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng cho biết, như đã nói ở trên, chính phủ sẽ quyết định ứng tiền để hỗ trợ các gia đình đưa thi hài về an toàn kịp thời. Sau đó thì địa phương sẽ trực tiếp làm việc với các gia đình để hoàn trả lại cho chính phủ phần chi phí này. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các tỉnh chủ động phương án tiếp nhận cho hoặc thi hài tại sân bay, đưa về địa phương rồi mới bàn giao cho các gia đình. Rất hy vọng thời gian sớm nhất có thể các nạn nhân sẽ được hồi hương để về với gia đình làm thủ tục mai táng.